Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình dinh dưỡng và sức khỏe được thực hiện bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chương trình sẽ chia sẻ những kiến thức thú vị và bổ ích của những thực phẩm quen thuộc hàng ngày. Và chúng mình còn được học thêm một số từ vựng cơ bản trong tiếng Anh nữa. Trong chương trình hôm nay, chúng mình cùng tìm hiểu về các loại thịt nhé. Đầu tiên, hãy xem con người sử dụng thịt như thế nào nhé. Từ thời tiền sử, con người đã săn bắn động vật để lấy thịt làm nguồn thức ăn. Dần dần, con người biết thuần hóa và nuôi dưỡng động vật. Và đến tận ngày nay, thịt vẫn là loại thực phẩm quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Các loại thịt nói chung trong tiếng Anh được gọi là meat. Nhưng mình có thể chia thành hai nhóm chính. Nhóm thịt đỏ, red meat, là các loại thịt như thịt bò, thịt heo, thịt cừu, thịt dê. Nhóm thịt trắng, white meat, là các loại thịt như thịt gà, thịt vịt, thịt ngỗng. Vậy, các bạn có biết ăn thịt sẽ tốt cho sức khỏe của chúng mình như thế nào không? Thịt có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như chất đạm trong phần nạc giúp phát triển cơ bắp, tăng cường hệ miễn dịch. Chất béo trong phần mỡ giúp cung cấp năng lượng và bảo vệ cơ thể. Vì vậy, chúng mình cần ăn cả thịt nạc và thịt mỡ nhé. Bên cạnh đó, thịt còn cung cấp cho chúng ta các chất dinh dưỡng khác như vitamin B12 giúp duy trì sức khỏe cho bộ não. Đặc biệt, các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt heo còn chứa rất nhiều chất sắt. Tên tiếng Anh là iron, giúp chúng mình tăng cường trí nhớ, memory. Do sắt là chất dinh dưỡng cần thiết chủ yếu để tạo hồng cầu trong máu. Hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy chúng mình hô hấp vào cơ thể từ phổi đến các bộ phận khác trong cơ thể. Nhờ đó, cơ bắp, trí não có thể sử dụng và dự trữ oxy. Nếu chế độ ăn không đủ sắt, chúng mình có thể gặp phải tình trạng gọi là thiếu sắt. Tùy vào mức độ mà thiếu sắt có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, có tên tiếng Anh là anemia. Thiếu máu tạo cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, làm chúng mình học kém tập trung và dễ buồn ngủ, thậm chí có thể dẫn đến giảm hệ miễn dịch và tổn thương cơ thể nữa. Vậy, chúng mình có thể nói về lợi ích của thịt trong tiếng Anh như thế nào? Iron in meat will help prevent anemia and improve memory. Chất sắt trong thịt sẽ giúp phòng chống thiếu máu và tăng cường trí nhớ. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu thêm về thịt trong các món ăn nào. Thịt được sử dụng trong rất nhiều món ăn như heo quay, bò kho, gà hầm. Và các bạn nhỏ có cảm nhận được vị ngọt của thịt khác hẳn với vị ngọt của dưa hấu phải không nào? Đây chính là vị umami. Hiện nay, chỉ có 5 vị được công nhận là vị cơ bản, bao gồm vị ngọt, sweetness, của dưa hấu, vị đắng, bitterness, của khổ qua, vị chua, sourness, của chanh, vị mặn, saltiness, của muối, và cuối cùng là vị umami, umami taste, của thịt, hải sản và các loại rau củ. Vị umami được khám phá bởi giáo sư người Nhật Kikune Ikeda vào năm 1908. Ông đã đặt tên cho vị này là umami, mang nghĩa là vị ngon trong tiếng Nhật đó. Vị umami rất đặc trưng nhưng cũng tồn tại phổ biến trong nhiều nguyên liệu như thịt, hải sản, các loại rau củ như cà chua, hành tây, các loại nấm hay thậm chí là trong các loại sữa nữa đó. Có một điều lý thú khác chính là nếu có dịp đi chợ thì chúng mình sẽ thấy thịt có rất nhiều tên gọi khác nhau như thịt thăn là phần thịt không có mỡ, thịt mông được lấy từ mông, thịt ba chỉ hay còn gọi là ba rọi được lấy từ vùng bụng, vừa có cả lớp da, lớp nạc và cả lớp mỡ nữa. Trên thế giới hiện nay có nhiều cách chế biến thịt như nướng, kho, áp chảo, hầm. Tuy nhiên, một số thực phẩm chế biến sẵn từ thịt như xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, thịt hộp thường mất đi một phần dinh dưỡng, cho nên chúng mình cần hạn chế các loại thực phẩm này nhé. Vậy, với nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin B12 và chất sắt, ăn thịt sẽ giúp chúng mình phòng chống thiếu máu và tăng cường trí nhớ. Các bạn có nhớ mình sẽ nói về lợi ích của thịt bằng tiếng Anh như thế nào không? Iron in meat will help prevent anemia and improve memory. Chất sắt trong thịt sẽ giúp chúng mình phòng chống thiếu máu và tăng cường trí nhớ.
để đón xem nhiều thông tin bổ ích về dinh dưỡng của các thực phẩm khác. Các bạn nhỏ hãy thường xuyên đón xem chương trình dinh dưỡng và sức khỏe tại các kênh chính thức của công ty như website, YouTube hoặc các kênh khác của công ty Ajinomoto Việt Nam nhé. Chúc các bạn nhỏ ăn ngon miệng và nhớ ăn hết suất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhỏ ở video tiếp theo.